Một chủ đề mà nhiều bà mẹ sẽ cùng lắng nghe, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái cuộc sống đầy bận rộn này, và những người phụ nữ, những người mẹ, làm thế nào để chúng ta vẫn có thể vừa thật là bận, vừa thật làm tốt mọi việc của mình, nhưng vẫn là những người mẹ tuyệt vời trong mắt của các con. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một người phụ nữ, để biết đâu chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ cô ấy. Xin được giới thiệu chị Nguyễn Hải Yến. Em chào chị Thảo Vân ạ. Cảm ơn Hải Yến hôm nay đến với Chuyện Đêm Muộn. Và như chị vừa chia sẻ với khán giả của chương trình, mọi người chắc lúc này rất là mong muốn được lắng nghe những câu chuyện của em, một phụ nữ mà rất nhiều người đã từng được biết và đang bây giờ đang có cơ hội được biết đến. Rất là bận rộn, rất là nhiều việc, làm rất nhiều thứ. Thế nhưng mà cũng là một người phụ nữ mà được yêu thích với những cái câu chuyện dành cho những cái đứa con của mình. Phải nói rằng là nếu để miêu tả về mình trong con mắt mọi người đấy, đang ví Hải Yến như là một người phụ nữ cực kỳ toàn năng ấy, kiểu như cái gì cũng làm được ấy, thì Yến sẽ miêu tả thế nào? Để mô tả về mình thì em sẽ nói rằng là mình là một người phụ nữ hiện đại và một bà mẹ thông thái. Thú vị ghê. Công việc của Yến hàng ngày bây giờ đang là phải làm những cái việc như thế nào? Công việc hiện tại của em thì em đang là CEO của một thương hiệu thời trang trẻ em, có hệ thống 28 điểm bán. Ngoài ra thì em còn là một bà mẹ có hai con, đó, một trai một gái. Và có một cái công việc nữa cũng rất là yêu thích, đấy là một TikToker thường xuyên chia sẻ những bí kíp đấy để làm thế nào để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, và chia sẻ cả cái niềm yêu thích của mình, đấy là cắm hoa nữa. Hai bé nhóc. Dạ. Bé lớn bao nhiêu, bé nhỏ bao nhiêu tuổi? Dạ, bé lớn nhà em thì năm nay đang học lớp 8. Và một bạn nhỏ là một bé trai rất là nghịch ngợm, học lớp 2 ạ. Một bà mẹ chăm sóc hai bạn nhỏ và vẫn có những cái sở thích riêng của mình, cắm hoa, đọc sách rồi các thứ, đúng không? Dạ. Trang trí nhà cửa, rất nhiều thứ. Dạ. Một người phụ nữ hiện đại và một bà mẹ thông thái, có điểm gì mà em cảm thấy có cái sự tương đồng rất là lớn giữa người phụ nữ hiện đại này và bà mẹ thông thái? Em nghĩ là trước khi là trở thành một bà mẹ thông thái thì mình là một bà mẹ hiện đại. Hiện đại ở đây là hiện đại ở trong cái suy nghĩ, mình yêu thương bản thân mình và làm thế nào để mà mình có thể có một cái cuộc sống vui vẻ, bắt kịp theo nhịp sống. Bên cạnh đó ấy, thì sau khi là một người phụ nữ hiện đại thì lúc lập gia đình rồi thì dựa vào những cái kiến thức, mình tiếp thu những cái điểm mới, những cái điều mà mới mẻ trong xã hội ngày nay, tiếp cận với công nghệ, thì mình sẽ giúp cho mình sẽ trở thành một bà mẹ thực sự là thông thái. Đó, một cái bà mẹ mà cái việc nuôi con, chăm con sẽ rất là nhẹ nhàng, không phải là quá khiến cho mình trở nên là bị cảm thấy là một áp lực. Đó, mà đấy là một niềm vui. Vâng. Đó là hạnh phúc. Dạ vâng. Nhiều người ta vẫn nói rằng là thời gian của mẹ là tuổi thơ của con. Có nghĩa là thật sự là tất cả những cái tình cảm yêu thương những đứa con ấy và cái cảm giác của những đứa con ấy nó phụ thuộc vào người mẹ rất nhiều. Cái chuyện mà chúng ta có thể dành thời gian cho con thật sự đôi khi là bài toán rất là khó. Cái này thì có lẽ em cũng là người hơn ai hết rất là hiểu, bởi vì em cũng rất là bận. Và bây giờ chúng ta vẫn đang thấy chị em phụ nữ chúng ta phải cáng đáng khá là nhiều việc. Và em dành thời gian cho con như thế nào để bản thân em luôn luôn cảm thấy đấy là một niềm hạnh phúc, chứ đây không phải là vì cái việc đấy mà mình phải làm thế, và vì trách nhiệm làm mẹ nên mình phải thế. Vâng, em nghĩ rằng là em là một người mà hiểu hơn ai hết điều đấy. Tất cả những gì mà em nghĩ rằng là những cái ước mơ, hoài bão của em có được đến ngày hôm nay thì là tất cả là được truyền cảm hứng từ người mẹ của em. Vâng, em thì sinh ra và lớn lên thì trong một gia đình hết sức là bình thường thôi. Bố mẹ em thì đều là bộ đội này, công nhân viên chức. Thế nhưng mà tuổi thơ của em thì gắn liền với mẹ em là một người phụ nữ rất là tần tảo, chịu thương, chịu khó. Và nếu mà thế hệ 8X như em thì chắc là sẽ rất là không có lạ gì về hình ảnh người mẹ như vậy. Mẹ em thường xuyên là may quần áo cho chị em, rồi là đan lát quần áo cho chị em. Và chính vì những cái sự chăm sóc, cái sự yêu thương như vậy
mà khiến cho em có một cái tuổi thơ rất là tuyệt vời. Cái hình ảnh đảm đang của mẹ, chịu thương chịu khó của mẹ đã ảnh hưởng đến em, từ đó là ươm mầm cho em có ước mơ là khi mà lớn lên sẽ mở ra một thương hiệu thời trang trẻ em riêng cho mình. Và cũng với cái mong muốn là các bà mẹ bây giờ dù là bận rộn với công việc, với gia đình, với rất là nhiều những cái sự lo toan khác, nhưng mà bằng cái sự yêu thương nhỏ nhặt của mình hàng ngày đó, từ cái sự chăm chút nhỏ một thôi, thì sẽ giúp cho con có một cái tuổi thơ êm đềm đó, một cái tuổi thơ mà con được sống trong tình yêu thương, đó chính là nền tảng để mà cho con có thể lớn lên sau này. Cái này chị có thể hoàn toàn hiểu được ngay cái cảm xúc của Yến, bởi vì đúng là chị nghĩ rằng những đứa con có lẽ cũng không cần gì nhiều ở mẹ ngoài tình yêu. Và ví dụ như Yến kể những câu chuyện về mẹ của mình thì chị cũng thế. Chị cũng vẫn rất là nhớ cái cảm giác những buổi sáng mình thức dậy và nghe cái tiếng lách cách của bát đũa ở dưới bếp ấy. Nhất là cái buổi sáng mùng 1 Tết chẳng hạn, và mình biết là mẹ đang chuẩn bị bữa cơm đầu năm cho cả nhà. Cái đấy nó làm cho chị cảm thấy nó rất là yên tâm, nó rất là hạnh phúc và nó rất là ấm áp. Hoặc là những cái ngày mùa đông, xong rồi hai mẹ con ngồi bên cái chậu than lửa sưởi, rồi mẹ chị thì vá quần áo, chị cũng không biết may nhưng vá. Thì nó làm cho chị có một cảm giác nó rất bình yên. Bình yên đến mức độ mình không còn sợ bất cứ một cái bão tố nào bên ngoài nữa. Và sau này thì tất nhiên thế hệ của chị em mình thì khác với con chúng ta khác. Nhưng chị vẫn nghĩ rằng là con chúng ta dù có thế nào chắc nó cũng cần cái cảm giác là có mẹ ở đấy. Và mẹ đang ở đấy, và chỉ cần biết là có mẹ ở đấy thôi là các con sẽ có một cái cảm giác rất là bình an và nó rất là hạnh phúc. Và chị cũng giống như Yến là mình cũng cố gắng chỉ để cho con những cái gì nó nhỏ nhất. Đơn giản có khi đôi khi chỉ là không đi ra ngoài nhỉ nữa, thay vì đấy mà mình sẽ ở nhà và con đôi khi nó cũng chả chơi với mình. Con chị giờ lớn nó cũng không chơi với mình, dạ. Nhưng nó biết mình ở nhà, dạ. Thì nó sẽ cảm thấy rất an tâm, dạ. Còn như Yến thì biến ước mơ của mình ngày bé thì trở thành một cái thương hiệu thời trang cho trẻ con, trong đó có con mình, để cùng với con của nhiều người phụ nữ khác nữa. Thì chị nghĩ rằng là đấy có lẽ cũng là những cái tình yêu mà em nhận được từ mẹ, và bây giờ mẹ tiếp tục truyền lại cho thế hệ khác. Và đúng là đấy thật sự là hạnh phúc, bởi vì mình đã làm hoàn toàn xuất phát từ trái tim của mình mà, đúng không? Dạ. Chứ còn thực ra việc dành thời gian cho con đôi khi chúng ta cũng phải cố thật, bởi vì đôi khi chúng ta cũng phải đặt lên bàn cân và cân nhắc xem là thay vì hôm nay chúng ta sẽ như thế này thì chúng ta có nên dành cái kia hay không cho con. Và sẽ có lúc chúng ta mệt mỏi. Không biết Yến có bao giờ cảm thấy rằng là mình hy sinh nhiều quá, mình mệt quá, bởi vì phụ nữ mà, mình đã phải làm hết bao nhiêu việc bên ngoài rồi. Thế rồi bây giờ về nhà vậy lại con cái rồi bao nhiêu thứ, nói thế thôi, dù mình có khỏe đến mấy, dù mình có tràn đầy năng lượng đến mấy, cũng có nhiều lúc mình cũng mệt đấy. Nhất là Yến có một cậu con trai như em vừa giới thiệu rất là nghịch ngợm, dạ. Thế thì em làm thế nào để mà cái cảm giác mà nó mệt mỏi và cái cảm giác hy sinh đấy nó cứ biến mất dần và thay vào đó chính là cảm giác là mình hạnh phúc khi mình được hy sinh như thế? Đó, quan điểm của em thì đơn giản như này thôi, là nếu như mà mình nghĩ rằng là mình thiệt thòi thì là mình thiệt thòi, mà mình nghĩ rằng là mình bận rộn thì là mình bận rộn. Và chính cái sự bận rộn đó thì làm cho em được trải nghiệm nhiều hơn, được khám phá những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân. Kiểu đôi khi mà mình đã làm được một cái việc ấy, mình sung sướng đến mức mà kiểu mình vỗ tay đánh đét một cái bảo wow, mình hóa ra là một người phụ nữ nhỏ bé chỉ có 1m7 thôi, nhưng mà mình cũng làm được những cái việc rất là cao lớn, những cái trải nghiệm mà không có một cái tiền bạc nào có thể là mua được từ những cái sự gọi là bận rộn đấy. Nó rất là xứng đáng. Vâng. Có bao giờ Yến cảm thấy là mình đang phải cố không? Có chứ ạ. Nhưng mà thực sự là nó chỉ là thoáng qua thôi. Nếu mà những lần như thế ấy, thì em sẽ dừng hết lại. Và bây giờ mình cứ ngủ một giấc, dậy là sáng hôm sau lại tự nhiên không còn thấy nhớ một cái gì nữa, mà chỉ cảm thấy là lại năng lượng tràn đầy và ta lại cứ tiếp tục theo đuổi những cái gì mà mình đã đặt mục tiêu, những cái điều mà mình đang hướng tới. Tức là một cái cách chữa nó rất là đơn giản thôi, một giấc, dạ, ngủ thật ngon, dạ, và hôm sau lại thấy mọi thứ mới mẻ, dạ, và mình lại bắt đầu tinh thần rất là phấn khởi. Dạ. Bây giờ thì nhiều khi chúng ta cũng thấy kể trong những bộ truyện này hay những cái bộ phim này, rồi ngay cả những câu chuyện chị em phụ nữ chia sẻ nhau vui vui, bắt đầu những cái hình ảnh nữ cường, gọi là những người phụ nữ vươn lên và hoàn toàn làm chủ gia đình, không hề cần đến cái sự trợ giúp của người đàn ông bên cạnh mình, mọi thứ là mình quyết hết, mình làm hết các thứ. Thế nhưng mà Yến có thích cái mẫu hình ảnh phụ nữ không? Em không thích cái mẫu hình ảnh phụ nữ đến một chút nào cả. Vâng. Thì không biết là
cái hình ảnh mà nữ cường ấy ở trong các gia đình khác thì như thế nào. Nhưng mà em nghĩ rằng là mỗi một người phụ nữ thì ở trong gia đình mình đều là nữ cường hết. Và cái hình ảnh nữ cường của em ở trong gia đình của em thì sẽ là làm bất kỳ việc gì em cũng lôi chồng con vào làm. Đấy, mình sử dụng sức mạnh của mình để mình phân công công việc, mình chia sẻ. Và đôi khi là trong cuộc sống này, trong công việc này, mình thiếu ý tưởng thì em lại chia sẻ với cả chồng, với cả con, để mọi người có thể gợi ý ra những cái ý tưởng cho mình tốt hơn. Đó. Và thường xuyên trong gia đình em thì sẽ là có những cái sự tranh luận, có những cái sự cãi cọ, có những cái sự gọi là phân chia, ai làm nhiều hơn, ai làm ít hơn cũng có. Nhưng mà em xem rằng đấy là niềm vui. Cái sự nữ cường của em ở đây nó là như thế. Và em định nghĩa là như thế. Chị có nghĩ là nhiều người phụ nữ sau những cái giai đoạn mà họ họ đã thật sự đi theo cái hướng là họ muốn làm chủ một gia đình, thì có thể một ngày nào đó họ nhận ra rằng là có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như có được một cái sự gọi là phân chia một cách phù hợp giữa vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình. Và chị thấy cái cách của Yến rất là hay khi mà em thể hiện cái nữ cường của mình bằng cách là em lôi kéo chồng và con vào vào việc. Có lẽ đấy cũng là một trong những bí quyết để em thành công với vai trò người mẹ của những đứa con mà rất là dễ thương, mà nhiều bạn khi mà theo dõi em thì người ta đều có những đánh giá như vậy. Sẽ có rất nhiều người phụ nữ ngay bây giờ họ cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong hôn nhân và trong cái gọi là nuôi dạy con cái, rồi cả những bạn trẻ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Yến có những cái gửi gắm gì với các bạn để họ sẽ cảm thấy là cũng không đến mức khó như là mình tưởng và cũng không đến mức gọi là khủng khiếp như là mình sợ không? Em có một cái bí quyết đơn giản như này thôi. Người chồng của mình, những đứa con của mình chính là một món quà mà Thượng Đế mang đến cho chúng ta. Món quà đó sẽ giúp chúng ta được trải nghiệm những cái cảm xúc, những cái vai trò mới hơn trong cái cuộc sống này. Nếu như mà cuộc sống này mà chỉ có vui á, mà không có buồn, thì cái niềm vui nó cũng sẽ rất là nhạt. Đó, mà chỉ có thăng hoa thôi, mà không có cái thất bại, thì cái thăng hoa đó nó cũng không phải là đỉnh cao. Và nếu như mà một người mà yêu thương chúng ta theo cái cách mà chúng ta không mong muốn, thì đó không phải là họ không yêu thương bạn, mà chỉ đơn giản là bạn chưa phải đứng nhìn ở một cái góc nhìn khác mà thôi. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta cũng phải luôn nhắc chúng ta rằng là chúng ta cũng là một món quà của thế giới này, của chồng, của con chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng được cái quyền là yêu thương, chúng ta cũng được cái quyền để mà được chăm sóc. Đấy, thì đấy là cái chia sẻ của em, cái kinh nghiệm của em để mà mình có thể trải qua được những cái sự gọi là sóng gió. Chúng ta tìm được đến những hạnh phúc, những cái điểm cân bằng trong cảm xúc cũng như là trong mối quan hệ gia đình. Cảm ơn Hải Yến. Cảm ơn em với cái chia sẻ ngắn gọn nhưng chị nghĩ là cực kỳ hữu ích ngày hôm nay. Thật sự là nói chuyện với em xong chị nghĩ rằng mọi thứ đến với em chắc chắn là không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng em đã hóa giải nó, làm cho nó trở nên lúc nào cũng rất là đơn giản. Và chị đồng tình ngay với quan điểm từ lúc đầu của em. Nếu mình nghĩ nó là thế nào thì nó sẽ là như thế. Nếu nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc đời này đến với mình nó đều là những món quà, có những món quà mình thích, có những món quà mình chưa hẳn thích, nhưng trên tất cả đấy là sự đón nhận của mình, thì rồi mọi thứ nó cũng sẽ được như là mình mong muốn mà thôi, đúng không? Dạ. Chúc em sẽ luôn luôn thành công với những thương hiệu của mình, và chúc em luôn bình yên hạnh phúc với gia đình nhỏ của em. Và chắc chắn là khán giả cũng sẽ còn mong đợi thêm nhiều những cái chia sẻ của em và nhiều những cái trang khác để họ có thể học hỏi được em những bí quyết là một người mẹ đồng hành cùng với con và là một người phụ nữ rất là tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Cảm ơn em.